Tổng giám mục Canterbury cầu nguyện cho cựu tổng thống Mandela, tin từ Jerusalem. Nhà lãnh đạo Anh giáo trên toàn thế giới là Tổng giám mục Canterbury Justin Welby nói ngài đang cầu nguyện cho cựu tổng thống Nelson Mandela, người đang ở trong tình trạng nguy kịch trong 2 ngày qua. Ông Mandela đã nằm bệnh viện gần 3 tuần lễ vì bị nhiễm trùng phổi. Sau khi viếng thăm ngôi đền thiêng liêng Al-Aqsa của người Hồi giáo, Tổng giám mục Welby đã gặp vị giáo sĩ cao cấp nhất của Do Thái giáo. Trong lúc nói chuyện với người tham dự, Tổng giám mục Welby nói ngài đã liên tục cầu nguyện cho cựu Tổng thống Mandela. Trong lúc viếng thăm Trung Đông, Tổng giám mục Welby đã gặp Tổng thống Do Thái ông Shimon Peres viếng thăm đài tưởng niệm Holocaust. Tổng giám mục Welby viếng thăm Trung Đông trong thời gian 5 ngày, đến các nước Ai Cập, Jordan, Do Thái và Palestine. Vị Tổng giám mục đã viếng thăm Trung Đông lần đầu tiên khi được bầu làm Tổng giám mục Canterbury trong tháng 3 năm nay. Trước khi làm Tổng giám mục Anh giáo, ngài đã nhiều lần sang Trung Đông.